Các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Phiang. Hôm nay lại tiếp tục hành trình đưa cô Lương với em Long đi thăm một số bản, sau đi về Hà Giang các bác. Hiện tại thì Phiang đang ở chỗ Quyết Tiến. Cô Lương cũng muốn vào thăm ông bà Leo Đơn. Về cô ấy mua một ít sữa này, đấy, và ít mì tôm nữa. Bây giờ mời các bác đi cùng Phiang vào nhé. Buổi sáng thì cả cô mua thêm cả một ít thịt nữa để mang vào cho ông bà. Nhưng mà hiện tại thời tiết Hà Giang đang có một chút gọi là độc lạ các bác. Bây giờ đã đang 9 giờ 9 rưỡi rồi, nhưng mà trời tối như lúc 4 giờ sáng các bác. Không biết là yêu quái phương nào. Đây cô mua một thùng mì này. Đấy, mua sữa với cả bánh. Mua hai phần, tí một phần nữa đến nhà em thò thụt các bác ạ. Em thò 5 con đấy. Đây, cái này là thịt, để tí nữa là vào nhà em thò ăn cơm. Trong này có một cái túi thịt. Đây, mua cho ông bà Leo Đơn một cân thịt các bác, lợn bản. Đang xin phép dùng cái lón các bác. Cầm đi một tí nó mưa. Đi. Cô với cả em Long đang tít ở bên kia các bác. Không, cô không bao giờ có thời tiết như vậy. Chỉ có mùa mưa với cả mùa... Mùa mưa nó cũng không có như vậy, mưa là mưa thôi. Chứ nó dạ. Không cái kiểu mà nó mù như vậy. Dạ thế ạ. Ờ. Hồi nãy trời tối cô kêu đó. Long quay lại để về cho ở ngoài, ở trong đó nhìn thấy cái cảnh mà 9-10 giờ sáng mà giống như mưa ban đêm. Đấy, con vừa nói xong. Ừ. Bây giờ 9-10 giờ sáng mà như 3-4 giờ đêm. Đúng rồi, như ban đêm, không thấy đường luôn đấy. Cô được đi 4 ngày ở Hà Giang thì được cảm nhận xuân hạ thu đông. Đúng rồi. Ở ngoài này phải nói khí hậu rất là mát mẻ, dễ chịu lắm. Vâng. Nhà ông bà tít ở trong kia, mình phải đi bộ một đoạn cô ạ. Cô biết rồi, cô theo dõi nhà ông bà nhiều lần lắm. Thì rồi. Giày của Long với của cô kiểu gì bật hết. Bẩn có sao đâu. Con mới đổi đôi dép mới nên là... Đỡ trơn hơn phải không? Nó đỡ trơn hơn, đôi trước ạ. Cô đi cẩn thận nhá. Kiểu gì cũng cẩn thận, không ngoạch. Long đi được không Long? Ngoạch thì đứng lên. Dạ. Có sao đâu. Không biết chồng. Trong này nó đỡ trơn hơn nè. Dạ vâng. Ở ngoài đó nó trơn, đường mòn. Ôi giời ơi, đi vô rừng đây. Đường đi vào nhà mà như đi kiểu vào núi. Đúng rồi, giống như đi rừng ấy. Dạ vâng. Rồi được rồi con. Dạ. Đây nó có lá, nó không có trơn đâu. Thế mà ông bà già rồi mà vẫn thi thoảng mà ví dụ có chợ là cũng phải đi ra mang đồ ra bán. À, ông bà làm được cái gì mà bán? Ít rau, ít trứng gà ấy ạ. À, tội nghiệp nha. Thì để mà mua thuốc, mua thang ấy ạ. À. Khó khăn. Rồi, tao đi dưới mương này nó không trơn này. Dạ vâng. Đi mương nó có lá cây nó không trơn, đi trên này trơn lắm. Mà tí cô cẩn thận, bẩn hết, ướt hết giày cô ạ. Kệ nó ướt có sao đâu. Dạ. Còn bà thì là áo của cô. Dạ vâng. Bà cũng mua. Đi đường nào? Đi thẳng cô ạ. Cái này mà nó cứ mưa kiểu 2-3 ngày nó sẽ trơn ác hơn cô ạ. Đúng rồi. Cái này là nó mới mưa từ sáng nay đấy cô ạ. Mới mưa chưa có người đi ấy. Dạ vâng. Thế xin ra đường rẫy rừng này cô đi quen rồi. Thế là ở trong nhà cô cũng có đồi núi này à? Đúng rồi có, nhưng mà điều nó đồi thôi chứ nó không có núi. Cô chờ ông nha. Không biết ai đâu. Con chào ông. Ông khỏe không ông? Chào ông nha. Bà đâu ông? Bà đâu ạ? Bà lúc nãy vừa mới chăn trâu, chăn lợn đâu rồi không biết nó đi đâu. Chăn lợn đây ạ? À? Đây là bà của ạ. Chờ con. Bà, mặc này có lạnh không? Vâng. Cô bà nha.
cô ở trong Đồng Nai ở xa lắm. Đến chơi, đến thăm bà. Ông bà sạch sẽ nha. Dạ vâng, ông bà thì cực sạch luôn. Ông bà vào ngồi nghỉ đi đã. Rồi ông bị ốm sao? Long Long thích cái bọc áo khoác vô lông ngoài. Thế là ông... Ông là đi được chục ngày à? Qua hai ngày. Hai chục. Dạ. Thôi em ngồi đây, em không... Em Long vô đây, Long vô đây. Em ngồi với ông được. Cô ở xa lắm. Cô ở xa lắm, cô đến đây chơi với bà. Bà dạo này khỏe không? Này, cô mua sữa với bánh này cho bà này, cho ông này. Tí nữa bà uống sữa nhá. Tí nữa bà uống sữa nhá. Còn đây là cô mua áo này. Áo này cho ông. Ông mặc thử nào. Ông mặc thử có vừa không? Con không biết nha. Cái này thì bà chắc vừa rồi. Ông mong mong ông đi ở tuổi mà đâu ông mặc thử. Bà nào. Áo này mặc ấm lắm đấy bà. Ông mặc thử có vừa không ông? Áo này là của con. Đây, cho bà mặc ấm lắm. Áo này mặc ấm. Ấm không? Ấm không? Thích quá. Bà chắc được mấy chục cân thôi. Chắc chừng 40 cân. Được khoảng 40 cân. 40 cân. Dạ. Bánh này tí bà ăn nhá. Con lấy cho bà hộp sữa đi. Lấy cho bà hộp sữa và uống đi. Dạ. Ông bà là... Cháu đây này cháu cũng toàn mua sữa pha mì thôi. Đúng rồi, người già phải uống sữa này thôi. Chú uống sữa kia dễ đau bụng lắm. Dạ. Sữa này nó lành ấy. Sữa này lành đúng rồi. Dạ. Lấy cho ông hộp luôn. Dạ. Chắc dừa. Dạ. Ta chưa hứa tặng cô ông mò tặng này à. Đấy, dừa đấy. Chị ua mò à. Mình chỉ ua mò nó cho mà mua. Mình ua chị nó à. Nó. Mình ua chị à. Nó. Cái gì nó cũng chỉ hầu. Bỏ hầu à. Cái gì nào không? Bà bảo là phê ăn mà bà bảo là nấu cơm ăn. Nếu mà không ăn cơm thì bà không uống. Cái gì nào không? Ông, con mời ông. Nào. Uống đi cho nó khỏe. Nào mời ông đi. Minh nhỏ có một chỗ để nò. Minh nhỏ có biết nói rồi. Qua nói đi qua. Tại vì tụi con còn đi nữa. Cho nên là để dịp khác lên ăn cơm với bà. Nha. Con mới đi. À. Con mới đi. Thôi con đi để muộn. Rồi con còn đi về nữa cơ. Cho nên thôi đi dịp khác con lên con ăn cơm với bà. Bà ăn cơm ăn đi. Rồi để mai mốt có dịp con lên con ăn cơm với bà. Bò hầu á. Cô mua cho bà một túi thịt nhá. Cô mua buổi sáng này. Thịt đây. Thịt lợn ngon đấy, 130.000 một cân đấy. À không phải thịt lợn đều đâu. Thịt lợn bản đấy bà. Lợn bản đấy. Đây nhá. Để đây tí bà nấu cơm ăn với ông nhá. Còn cái này thì là mì tôm. Để bà ăn sáng nha. Gầy quá. Khổ, không có con cháu vất vả cô. Chứ có con cháu thì cũng không đến mức đúng rồi, đúng như, rồi. Như này. Thôi con ra đây không có gì con biếu cho bà tí tiền nha. Mấy bà có ăn cái gì thì bà mua. Hoặc là ông có ốm thì mua thuốc cho ông nha. Con biếu bà 1 triệu nha. Mẹ lần thứ tiên là tiệt tao tao bỏi không có gì hết, không gì, không khóc khổ thân bà, khổ thân thôi thì con có dịp con lên đây thì con thăm ông bà tí nha. Bà chị tàu này đấy thì chú bỏi trăm món rồi. Bà bảo là chị tàu không có con cái thì cả thì đấy con biết mà, con biết không có con cái con đến con thăm bà đây thôi. Thôi bà đừng buồn. Không sao. Lần nào đến bà cũng kiểu có con cháu có người đến ấy là bà vui ấy. Đúng rồi. Bà... Thôi bà cứ khỏe nha bà nha. Ông uống đi ông. Đấy áo mặc cũng vừa mà. Dạ vừa. Tại thấy hình ông cũng bé bé. Dạ.
Bà chịu khó giữ sức khỏe nhá. Bọn con bây giờ con xin phép bà để con đi xuống nhà em Hòa tí xong là con nhá. Con đi nhá, mai ngày kia con lại lên. Bởi vì lại phải đi một hai chỗ cơ. Nhá bà nhá. Bà cái này tí, buổi trưa bà nấu để bà ăn đi nhá. Cái này ăn sáng nhá. Còn cái này bà lúc nào mệt mệt bà uống nhá. Vâng, con đi đây, còn tiền cất đi để mà mua thuốc hay như nào bà nhá. Vâng, một hai hôm con lại lên nhá. Đi. Thôi con chào bà nha, bà nghỉ nha, nghỉ khỏe nha. Dạ. Con xuống nhà Hòa cho. Con xuống nhà Hòa một tí rồi con đi luôn. Vâng. À, cửa đó. Không, con không ăn được đâu hôm nay. Dạ. Hôm nay không ăn cơm ở đây được, ăn ở chỗ khác bởi vì con còn phải đi về đưa cô về cơ. À. Nha. Dạ. Ông giữ gìn sức khỏe nha. Bà nghỉ nha. Bà nghỉ khỏe nha. Con đi xuống nhà Hòa tí rồi con đi về luôn nha. Nhà Hòa không biết là có ai nhà không? Có không Hòa, chắc không có ai. Trẻ con đi học rồi đúng không? Đây, đi lòng sách bị bắn xuống rồi. À, con... Thôi ông nghỉ nha, con về đây. Ông nghỉ khỏe nha. Ăn uống vào. Vâng. Đấy, đi đôi giày của con cực kỳ tiện lợi. Hôm nào con lên nhà bà sau nhá. Nhà Hòa chắc không có ai thì mình. Đây để con chạy xuống xem có ai không. Ừ vậy thôi con khỏi xuống nha. Vâng, chỗ này nó hơi trơn đúng không? Ừ thôi vậy con khỏi xuống. Dạ vâng vâng. Con đi. Vợ Hòa mà đi làm rồi thì trẻ con đi học hết thì chắc cũng không có ai ở nhà. Ui, cẩn thận. Không nghe tiếng động gì. À có, đóng mở cửa. Ai, xin chào người đẹp nhá. Làm gì em? À, cô ở Đồng Nai đến chơi, cô đang ở trên kia trơn. Thế cô gửi ít bánh kẹo cho trẻ con nhé. Vâng. Rồi thế cho anh mượn máy còn cho Hòa 15 phút làm nộp tiền cho vợ. Cô xuống nè. À thôi. Cô không ấy đâu. Cô trơn quá. Tí chạy lên đây chơi với cô một tí. Đúng 950 không? 950. Ờ, làm chục làm gì rồi? À, mua thuốc rồi đúng không? Thôi lại cho chồng đi làm tiếp nhá. Bây giờ thôi đuổi đi cả tháng được. Cứ tin tưởng. Thôi anh đi đây, đi. Anh đi nhá. Hòa nó bảo thôi đi anh luôn anh ơi, không ở đâu. Đi quần. Đi quần. Đây thôi, cô Nương ở Đồng Nai, nay cô xem kênh của tớ, cô ấy rất là quý nhà cậu, nay lên nhà cậu nấu cơm nhá, vâng. Sáng cô mua thức ăn này. Ba nhá. Ừ. Bằng này đủ chưa? Đủ rồi. Đủ rồi. Ai đủ ăn chưa? Nay có bao nhiêu người? Không biết, chắc là sắp đi 10 người đấy. Khoảng 10 người à? Đấy là bên nhà cậu ấy, đúng không? Vâng. Còn bên này 4 người nữa. Đây, siêu thế. Đây, thịt đây. Cái này để lên nấu cơm. Cô ơi, còn cái gì nhỉ? Bánh kẹo đây à? Dạ, đây. Cái này cô không giúp cháu à, mấy anh em hộ với. Thùng mì đâu rồi? Trẻ con đi học hết chưa rồi? Còn hai đứa ở nhà. Thùng mì nữa à, ít đây là sùng với à, đây hai anh em à, nhìn giống nhau nhỉ. Cùng bố mẹ à, cô đi xe này cô, dạ xe nào cũng được cô, đây cô đi xe này đi, đây. Vâng, đây cô đi xe này đi. Còn đâu Hòa xe này nhá.
cho Hòa đi sau cùng. Thò chở tớ. Vâng. À, đi đi, còn gì không? Có anh dế nó chưa đi. Chở ai nữa? Đủ rồi. Ờ. Mưa quá. Ừ. Đi từ từ cùng nhau nhá, không rơi mất không biết đâu nhá. Anh em đi cùng nhau nhá, đi trước đi. Đi, đi. Từ từ để cho xe này đi trước đi. Vâng. Ok. Mưa to này không lấy đội mũ đội miếc gì vào. Thế là con đi học là sáng đưa đi à hay như nào? Sáng đưa đi. Đây cái đoạn ngoài này chưa làm được đường trơn nhỉ? Vâng. Cái đoạn từ trong kia mình làm bây giờ đường đi ngon rồi đúng không? Đi ngon rồi. Ừ. Đây vẫn đi ngon. Đoạn này chưa làm đường, nó là mưa, nó là chở quá. Có anh Thế không? Có. Có vâng. Bác Lùng không? Bác Lùng nó gửi điện cho nó là không nghe máy. Không nghe máy à? Vâng. Ừ. Không qua bảo đó. Bảo chưa? Bảo đó. Ừ. Đấy, bắt đầu đến con đường hạnh phúc rồi. Đoạn này thì đi nhàn không rồi. Ờ. Tối đi điện, năng lượng vẫn sáng trắng chứ. Sáng hả? Ờ. Ôi dồi ôi, ở đây cũng là sương khói mờ nhân ảnh. Bây giờ 11 giờ rồi mà vẫn tối om om nhỉ. Đường dưới này đi đâu đây? Đi ở nhà quá. Đi sang nhà một người khác à? Vâng. Có mỗi một đường đấy vào à? Nó mưa từ đêm hay sáng nay mới mưa đấy? Hả? Nó mưa từ đêm hôm qua hay là sáng nay mới mưa? Sáng nay mới mưa. Ờ. Ở trên quán bạn thế, tối hôm qua ở quán bạn mà. Thế à? Ừ. Là tối hôm qua nó cũng không mưa đâu. Sáng nay bắt đầu mưa. Đến đây là phải đi đi bộ xuống ấy, lấy hộ ấy cái thức ăn với anh em để xe đây thôi chứ. Không lên được. Đây hộ chia nhau cầm. Anh Thò ra sau cùng này không được chở ai à? Thế là mang xe nó chở hết rồi. 4 xe đi. Yeah. Anh em đi cùng nhau đi xuống đi. Vâng. Ừ. Chào chị nhá. Nỉa ti à. Cô bắt đầu hả? Cô đợi chào thì. Bây giờ là đi bộ xuống quá. Rồi. Cô đi mà cô ngồi cô cứ hồi hộp sợ quá. Sợ quá. Ừ. Cô đợi đợi mọi người đi cùng cô. Okay. Để mấy anh em giai bản đi trước. Đúng rồi, mấy cháu đi trước đi. Chó trước nó phi ra nó cắn đội anh em trước. Còn mình thì thôi. Anh em thì giữ tốc độ cùng nhau nhé. Có người đi trước, người đi sau. Lòng cẩn thận trơn, đi giữa đó con. Cô thấy cái đoạn đường năm ngoái con làm xem. Thấy rồi. Xem tivi nhiều bây giờ thấy khác không cô? Khác nhiều. Yeah. Mà là có đoạn đường chứ không có đoạn đường đi chắc chết. Dạ. Không có đoạn đường là mọi người trong bản đi vất vả lắm. Đường cái đoạn này nó dốc nhưng mà nó có sỏi. Dạ. Nó đỡ trơn. Lòng có chừng trơn đấy nha. Mưa phùn. Mấy chó này ác lắm rồi. Ừ, con này nhìn mặt rất gấu luôn. Giờ xuống không sao, đắt lên là chắc là đây mới là nháp nháp đoạn đầu cô ạ. Tí đi xuống nó mới xa.
Quả này là cái quả gì nhỉ, thò nhỉ? Quả này ăn được đúng không? Hả? Ăn chết không? Chết không thử đi, chết không thử đi. Ôi thôi quá. Mai không thấy phèn phèn đâu thì chết. Có ăn cũng chở cô về Hà Giang đi rồi mới ăn nhé. Dạ vâng. Mang về nhà rồi ăn. Ừ. Cái này là cái mua này, cái sim. Cái mua. Ừ. Qua mua, ai bán mà mua đấy ạ. Nong hôm nay đi về nhớ đời luôn. Chứ bình thường. Chứ bao giờ đi đồi núi như này. Bình thường hả Long ha? Đây nè, quả này quả gì nè? Quả này quả vả. Quả, à. Quả sung, quả vả hay ạ. Sung quả vả. Vâng. Cô phải khâm phục luôn. Cô thấy đi trên kia đi ngang mà nó đứng lên như vậy mà người ta vẫn trồng ngô được. Dạ vâng. Cô bái phục luôn. Bà con ở trên này chấp nhận sống ở trên này thì phải chấp nhận thích nghi. Đúng rồi. Vâng. Ôi trời, cây trái quá trời kìa. Đấy, quả vả đấy cô. Trời ơi. Quả này có mật không? Quả này có mật không? Trời ơi, đã chưa kìa. Nhưng mà không có quả nào chín nhỉ? Đâu có, cái này nó ngay vực, đâu có hái được. Ăn hết rồi đúng không? Đẹp quá kìa. Quả này lấy chấm muối ăn được mà. Đúng rồi. Để lấy quả tí chấm muối ăn. Xuống được không ấy? Xuống, mình lao xuống vực luôn đó bạn ơi. Dạ. Có chừng. Chừng vực đấy. Đứng ôm đi, chụp hình đi. Nhựa không, không đấy? Có quả nào chín. Thôi lấy hai quả. Thò không thấy cứu gì cả. Bạn bè kiểu gì, lẩu kính ấy, bằng tuổi ấy. Quả này bọn trẻ con ăn hết à? Quả chín đi. Chín là trẻ con ăn hết rồi. Ừ. Có một quả giống như này nhưng mà không ăn được. Chín nhưng mà nó có mật phải không? Vâng. Có một loại quả ngoã nữa, ngoã kiến. Và kiến, không có mấy con kiến kiến ấy. Ở đây có cái cây, không phải là cây hoa gạo đâu các bác, một loại khác, nhìn rất là đẹp luôn. Đây này, cái cây này loại hoa nó nhỏ hơn, không biết tên là gì. Đây nhà anh trai của thò thụt, hai con chó rất ác các bác. Ui, cô Lương đi cẩn thận đoạn này cô nhé. Đoạn này trượt chân là chỉ có ngã. Mấy người gầy gầy như mình đi nó dễ hơn nhỉ, thò nhỉ. Úi giời. cây gió ngon thì không tải nổi. Long năm nay hôm nay vô ếch hai lần đấy. Vừa bảo úi rồi đi đơn giản mà. Này cái đoạn này đi phải cẩn thận. Giờ cho caramel ngã phát nữa nó mới vui các bác. Nhưng anh em đi bản nhiều quen. Thò này chắc không ngã đâu thò nhỉ. Có lúc nào ngã đấy. Cũng có ngày ngã. Cây này là cây hoa gì đây? Cây này cây hoa gạo bé. À, gạo bé à? Vâng. Ờ, bây giờ mới biết cái tên này, cây hoa gạo bé nhá. Vâng. Đây nè, đẹp chứ cô ơi. Ờ. Cây hoa gạo này khác. Mọi người nhìn thấy cái cây hoa gạo hoa to cơ. Cái cây này ít khi nhìn thấy. Ừ. Cây bé nhìn đẹp thật. Ừ. Nó tua đó. Nó tua là gì? Xuống nhà. Xuống đi. Long, phát biểu cảm nhận vừa ngã phát thế như nào? Có. Phát biểu đi. Cảm ơn anh Phèng Phèng đã cho em trải nghiệm cung đường. Quá ối rồi ôi. Mà thò ngày nào trở đi nhỉ? Dạ vâng, đến nhà rồi đây. Ui, cái chỗ này hoa nó rụng xuống đẹp thật đấy. Giống như kiểu xác pháo ngày xưa ấy. Giống như ở ngày xưa nổ pháo. Đi cô.
từ từ ta ngắm cảnh tí đã. Cô ngắm cảnh hay cô thở? Vừa thở vừa ngắm cảnh. Đây này chụp hình đẹp lắm. Cô nhìn này, mây bồng bềnh đây này. Tí xuống dưới nhà. Tí xuống dưới nhà này. À, mình chụp ta đẹp. Đúng rồi, bảo mặc quần áo à. Lo na cho đó nè. Ừ. Ta có trẻ con nhà mà. Vâng. Còn hai thằng đúng không? Vâng. Nhìn như lính đặc công ấy, cô nhìn kìa. Lạnh như này mà nó cởi trần ra đang rửa chân tay tắm kìa, cô nhìn chưa? Đúng rồi, tụi nó chúng quen rồi. Là môi. Ở đây có nước nha. Vâng. Nhưng mà cũng không nhiều lắm. Nhưng mà không nhiều nhưng cũng có nước là cũng đỡ thôi. Cũng may đoạn này là mưa nó lại tạnh rồi. Mưa một nhỏ tí. Cái này của nhà anh à? Nhà của anh. Ừ. Lâm về giống như đi làm ruộng. Buồn áo thì bẩn. Còn cái đoạn đi xuống này là cũng khá là trơn cô này. Đoạn này mới gọi là thẳng tắp luôn. Trơn thẳng tắp á. Đây cô này. Đây là mấy thằng bay đứng đó đi từ kế nó đi đang đỡ nó. Thôi đi đường này đi. Cho nó nhanh. Ừ. Cho Long trải nghiệm tí. Anh em tí thoảng chơi đều đều tí các bác. Đi đường kia nó hơi xa, nó bỏng tít rồi kìa. Anh em chờ. Anh em chờ chờ Long ngã cái nào. À, này thì chịu không ai cõng. Ừ. Anh em ở trong nhà bảo ôi sao mưa đá to thế nhỉ. Cái đá hay khiếp thế. Cô chính là cô Lương đi còn nhẹ nhàng hơn. Bây giờ mình mà ngã mới vui các bác. Mọi người quay lại cười mình luôn. Như nào cái chị gái kia đi còn chơi hơn. Ờ hôm trước đi ngã. Đưa ta đi ngang ấy. Chứ chị gái ngã ở đây. Ví dụ mà ông nào mà béo béo như Nong ấy nhỉ. Đến đây ăn trộm thì chắc thôi. Lấy đồ không biết đi mang ra kiểu gì. Vậy họ ta lên. Ở đây. Ôm được con lợn đi lên chắc không thấy lên à. Thế mình đi cảm giác đơn giản này mà. Mình đi ngang nè, đi trên này nè. Cái giày này trơn quá. Đi trên nè, đi trên bục bục cỏ này đó. Ừ, đi ngang ấy. Nong bao nhiêu cân nong? Mới có 8 mấy cân à. Thế bình thường. Đâu béo. Vậy mà còn không béo gì nữa. Con đi trên cỏ đây. Mày đi thua mẹ nữa. À, đi ngang á, đi ngang. Tắt đường hơi lâu ấy. Úi dồi, tí nữa thì. Không ngã đâu, đi trên cỏ á, đi trên cỏ không ngã đâu. Con buông đi, cô tự đi. Đi được rồi, ok. Vâng. Cái này là đúng rồi, trời ơi. Nhà ở vậy mà. Đúng rồi, trời ơi. Ý. Chó. Con này ác lắm, đi vào nhà đi. Chào đi. Chào anh Thế nhá. Anh anh Thế xuống đâu chưa? Xuống đâu chưa anh? Vừa rồi xuống đến. Xuống đây nè. À, đây còn hai đứa ở nhà cô ạ. Còn đâu ba đứa đi học rồi. Đây là đứa bé đang mặc áo này. Mặc đi xong rồi tí ra nó tha. À tên là Thò. Thò đấy là mua được ít đậu này Thò. Đấy. Mua ở đâu đây? Thế chợ à? Anh em ngồi nghỉ ngơi tí xong là nấu cơm nhá. Đây, cho con bánh. Đây, mi nhỏ à? Một thà. Đây con, lại đây.
Thế sao hai đứa này không đi học cả à, Thò? Hai đứa này chưa đi học. Đứa này không nói, đứa kia sao chưa đi học à? Hôm nay nó cô giáo bảo nó lại nghỉ rồi. Cô giáo bảo? À à, hôm nay cô. Quả bóng điện này không dùng được à? Còn sáng không? Điện. Bóng điện rất ác. Ơ, không được. Chắc ở trên nhà rút rồi. Đây. Cô Lương cô ấy mua cho ít mì tôm với đồ đạc nhá. Bây giờ mọi người nấu cơm đi, mang cái mẹt ra đây để đồ. Nhưng cái này sạch không? Sạch cái tí nữa ấy kiểu gì bây giờ. Đây, em mẹ anh em mang đi đấy đi. Đi rửa xong là mang về để ấy. Để cho luộc hết, chỗ này cho vào luộc hết là được. Tí thái ra thôi. Luộc xong thái. Luộc xong thái rồi. Đây toàn ấy thôi mà, thịt với cả lòng với cả gan với cả các thứ đấy mà. Ừ. Anh mà. Quý. Anh mới mua được. Anh mới mua được. Rửa xong là để một bên à? Rửa. Để qua mà tí lại rửa xong để chậu mà. Ừ. Có một cái chậu mà. Đi toán. Chỗ này chật quá. Phải đào một tí rộng rộng ra mới được. Này mở đại tiệc ở đây các bác. Nhà thò thụt thụt thò. Chó tất vào cả gà mà chung là luộc hết một xong một nồi. Nhà thò là vòi nước là không ấy, kéo lên trên được đâu nhỉ? Kéo được. Nó kéo được nhưng mà kéo lên trên nó lại không có cái nền, nó lại chơi quá. Ừ. Từ nhất quá. Đá vậy à? Nào, có thì nó có được chúng ta. À, không được rồi là. Nó không được, không được. Nó không được, cái hả? Cho gà lọt cái đấy à? Cho gà lọt nó nhỉ? Cái này à? Ừ. Cái có cỏ đâu. Là có cỏ đâu. Cho cái thứ này cho cái gì? Cái nước này lấy lên để làm gì chị? Dạ vâng. Ăn nhà thỏ cũng lấy nước này luôn này đúng không? Ở đây là tiết kiệm từ máy bơm nước, à máy phát điện xuống các bác ạ. Nước chảy đây, lấy nước này để dùng, nấu ăn. Nhưng mà qua bộ lọc này, quần này, vải rồi, bao tải rồi các thứ này. Bộ lọc này hơi khiếp. Sao đã có hết à? Sao đây, không làm hết rồi. Cái này có bộ đôi không nhỉ? Hả? Được mà. Cứ thả tí xuống. Sao có ở dưới đây đấy? Ở đây đâu? Không có xía. Đây nguyên một nồi siêu to khổng lồ. Ui hai con gà nữa. Thế này thì khó lắm chị. Có cách nào ấn nó xuống được tí nữa không? Để cái này hỏa lực phải đừng để nắp nha, đừng để vung nó khói đó.
Cái gan là chín rồi đúng không? Cái gan với cái nọc chín hết rồi. Không đầy quá. Cái đũa này đũa bé quá. Thì được không? Thấy chưa? Vót một cái que to ấy. Vót đi, vót cái que to đi. Bỏ ra đâu rồi? Luôn. Đấy để đấy, được để đấy. Thay quăng quăng. Những cái này chín hết rồi. Cái đấy chắc chưa chín. Cái nào cũng chín hết rồi. Nóng thật. Cắm vào đó. Cái cuống tim này chín rồi. Cái này ừ. Cái này chín rồi. Chín rồi. Bây giờ cho gà vào đi. Gà ăn ngô vàng ươm các bạn. Bạn lấy viên đá ra đi. Ok. Cái này có đủ lần như cái can mẹ hả? Thế là cũng gần như chín hết rồi đúng không? Con gà kia chín chưa? Chín hết rồi à? Vâng. Ờ thế à? Khói nghi ngút. Đặt cái này lên đi. Để úp xuống. Thò thụt là món gì đấy? Là món là lá chanh. Lá chanh à? Cho bạn ăn vô hết là cho tập ba tập thấy bây giờ quay nó. Em ơi, gà chín chưa mang đây? Cần chi à? Ăn vô hết là. Đây đây. Tập ba gì nó nhậu cho cá cho cua xá rồi. Là xin quá nhậu không? Nhỏ không nãy em lúc không nãy giọt kìa sao mà ô lúc à đào kìa ít lúc cho kìa hô cả tí thò trà đấy ai chặt trà tí nay cho anh thấy trà anh thấy chặt à ừ. Thả hết đậu đi đậu lên trà bông ờ mà cho kìa hô trà ờ đúng rồi thả chân vào đây là được biểu diễn chặt thịt gà với cả thái thịt lợn ngày hôm nay là anh Thế các bác. Ê. Cẩn thận vào tay, úi giời bay mất miếng rồi. Nghệ sĩ biểu diễn bay mất miếng rồi. Khói vẫn nghi ngút này. Hoa. Hoa đâu nhỉ? Cho tí ánh sáng. Nóng quá. Nóng quá thì cứ pha ra đấy. Có miếng nào chưa chín không? Chào đây à? Chào.
Thôi, sang nhặt mấy cái miếng nó hơi còn hơi đỏ đỏ này cho vào kia ấy nè. Đấy, bên kia. Nó chín hết rồi. Thôi. Chín rồi. Tưởng chưa chín. Anh vớt đậu ra đây em ơi. Hay đúng rồi, chặt tám đôi. Đấy, phải chặt như thế miếng thịt mới ngon. Nát quá không ngon. Tiền chua tròn hết bản sốt nó nữa. Tiền nhon hết bản sốt nó nữa. Nay đông người làm nhanh nhỉ? Vâng. Tí còn món canh ớt nữa. Củ quả xoài. Bé trẻ con kìa. Nó khóc. Ừ. Cái đấy thì anh xẻ 2-3 miếng là xong. Hai con này, hai con gà được hết nhỉ? Hai con gà trống hết. Trống hết. Vâng. Mâm thịt ngon chưa? Bàn gà bản. Gà này ăn nguyên ngô này nó vàng ươm. Đây là giống gà này nó là gà không phải là gà đen. Không vâng. Ừ. Trong này gà đen nhiều hơn hay cho gà vàng này nhiều hơn? Gà vàng nhiều hơn. Ừ. Anh Thái ba chỉ, những ba chỉ to này. Không vâng. Còn nóng không anh? Nóng không chứ. Ừ. Ấy. To ra. Thank you.
Anh Thế, Thái tin từ lửa tiếng chưa xong, bỏ hết tay rồi. Mỏng vừa thôi, to, đấy, mỏng quá. Cái này làm nó vuông vuông thì ngon hơn. Giờ mình làm, anh biểu diễn món canh ớt các bác. Vì lực đấy. Mấy cái gan kia thái chứ? Thái hết vào đi. Nhưng mà có khi phải bỏ cái mật sợ đắng lắm. Cả cay cả đắng nữa thì. Alo chị nhé. Có ai ăn sống của mật được không? Không, không ăn được luôn. Thái chứ. Quả ngọc kê kia, ấy vỡ rồi, xong. Thôi được rồi, kệ nó đi, cho nó đắng được. Ha. Đừng băm quả ngọc kê đấy nhá. Vâng. Quả đấy em nghĩ cho vào luộc, có khi hay. Quả tim này thò lại không ăn được. Bỏ quả tim ra đúng không? Họ giảng họ dương. Nhưng mà ví dụ mà ăn nhầm thì làm sao? Ăn nhầm mà nôn ấy. Làm gì? Không biết làm sao mà. Không biết thì ăn chúng là nôn. Đó. Ăn chúng là nôn. Thế cái đấy cứ cho vào luộc thôi. Bột ớt cho tí nữa cho nó cay. Được rồi thôi, cay quá tí lẻ hết nữa nha. Đủ chưa? Hay thêm tí nữa, thêm đi nữa. Hay cái này ngon, ai không ăn cay. Thôi ôi rồi ôi xong rồi. Đào đi thôi xong. Ôi, quả này chính thức xong. Cay lắm thôi. Không kịp phanh. Đấy, chí rồi. Anh em giải lá chuối đi. Ai anh em là tay sạch thì chia đi. Chia đi, anh Thế ơi. Chia cái này phải đều nhá, không tí nữa cãi nhau to đấy. Bốc tay cũng được mà, không phải đấy đâu. Một người chia thịt, một người chia đậu. Thôi đây. Anh Thế kiểm soát cho em đồ ăn bên kia nhé. Xong hết chưa? Ừ.
À, bên kia đi, bên kia có cái thịt luộc này chưa? Ờ, thịt gà bên đây có chưa? Chưa đều nhá, không tí không đều nhá. Đậu bên kia nữa đi. Này mày, này may là trời nó tạnh mưa rồi đấy, không là tí đi về không biết đi kiểu gì. Dạ vâng ạ. Đây nước chấm này, mén mén, ui, còn làm Âu mì tôm nữa hả chị? Mọi người vào ngồi đi, xong rồi cho trẻ con ngồi xuống đi. Em xuống với chị hết chỗ này đi. Cô vào đi cô. Ông vào đi em ơi. Anh Thế vào đi anh Thế. Thò, anh em ngồi đây đi anh. Cô ngồi trên cô ơi. Cô ngồi ngồi đây. Thật là ngồi trên này trói mắt quá nhỉ. Sáng. Đây cô ngồi trên này. Cô ngồi đây, cô ngồi đây. Đây đây em. Đây Long ơi. Thò thụt đâu rồi? Thò ơi. Nguyên một mâm này siêu to khổng lồ đấy nhỉ. Thò ơi vào đi Thò ơi, cho trẻ con lau tay à. Cô thử ăn món canh canh ớt xem có cay không. Bên đấy mọi người lấy cho trẻ con trước đi, lấy luôn đi, nó đói. Anh em đói chưa? À. Đây, Thò ngồi đấy với cô đi. Cái này cũng là nước chấm này anh. Để cái này ra giữa nhá. Canh ớt ra giữa đi. Chấm ở đây cũng được mà chấm kia cũng được. Chén là pi à? Chén là pi. Rượu là chớ à? Rượu là chớ. Bị chớ à? Là chén rượu. Mong một cái ăn cơm mới có rượu à? Dạ. Không, hôm nay là có mọi người đến nhỉ? À. À. Quý ấy. Thế thấy Long này lực lượng mạnh nhá. Mời. Còn em Hòa Caramel đấy nhưng mà tí mới ra đòn các bác. Vừa nãy chưa cho à? Chỉ cho ăn ít. Hả? Cho nhưng mà ít. À thế à? Ôi, cho mình nhấp môi thôi. Cô chỉ nhấp môi thôi, cô cũng không muốn được. Long cũng nhấp môi thôi chứ đi lên sen hoặc là có chuyện đấy. Em tên là Long. Dạ, em tên Long. Tên là Rồng. Rồng, Rồng Long. Xem là nhà bên này 2, 3. Ơ, dế đâu? Dế đi chăn trâu rồi. Đi chăn trâu rồi à? Chỉ hút trắng ló. Nó là chỉ cao lò. Không ăn cơm à? Nó về sau. Nó về sau nó ăn trâu. Thế thì lấy để cho nó đi. Không cần để. Có chứ. Để nhiều để cho nó đi. Để không, mình phải để riêng. Lấy bên kia chỗ này nhiều. Cái chỗ giữa lấy nhiều. Lấy đi. Tải cho. Lấy nhiều vào. Lấy cho nó nhiều thịt vào. Cho miếng nạc nữa. Rồi đi, lấy cái nữa đi. Mạnh dạn lên. Đấy, thịt nữa. Đây, ngoài kia chuyển cho một cái bát nữa bên đây. Cho lấy một cái bát. Đấy nè. À đây, có thế được rồi. Rồi, xong chưa mọi người ơi? Xong rồi, tao vào. Đấy, bên kia còn bát, lấy thêm cho ấy đi. Cho dế bên đấy đi. Lấy đi, xong rồi cho trẻ con đi.
Ê, đưa cho bạn bên đấy lấy đi. Hay chị em mình, hay mấy anh em mình uống chén rượu đi thôi. Mọi người đợi lâu quá rồi. Vâng. Và cô ơi. Cảm ơn cô về nữa. Cảm ơn em nhé. Cô mời nha. Cảm ơn cô nhá. Cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn cô. Ok, cảm ơn nhá. À, mọi người nhá. Cô chỉ nhấp môi thôi nha. Uống chứ không phải nhấp môi đâu. Cô uống được. Mời mọi người nhá. Rồi, thôi cô mời mọi người ăn cơm nhá. Mời ăn đi cơm đi. Đây cô. Cô ăn mẻ mén qua mẻ mén chưa? Chưa, giờ để cô ăn một tí xíu, cho cô tí xíu mẻ mén tí chút đi. Ít thôi nha. Anh. Thì mà ăn được nữa hay lấy được. Ăn thử mén mén này. Ít thôi. Đây. Cô cứ phải thử cái món canh ớt này mới ngon này. Đấy. Đây. Em ạ, chấm như này. Tay chưa ăn qua không biết ăn được hay không. Ăn canh rau ngót này vào. Ngon quá. Thấy không cơ. Canh ớt thì ngọt. Vâng. Mỡ hơi nhạt nhạt, không mặn mấy, cho thêm ít muối vào. Không, súp. Nè, đâu nè, cái giá đồ này đang nhạt. Hơi nhạt một tí. Nhạt quá. Cái này hơi nhạt, cho tí. Được rồi, thôi, tí này mặn chát. Cô ơi, cắt gấp cái gì đấy? Cái này cô không biết ăn đâu. Quả kê. Quả ngọc kê. Ngọc kê. Cái đó là cô không biết ăn rồi đấy. Thò phải mời cái này. Đâu nhìn có quả đâu nhỉ? Quả tim. Quả tim. Thò đố dám ăn. Đâu rồi? Ăn bên này. Vừa em vừa thấy. Đây, đây, đây. Thò. Đây. Đây. Đây, em cái này. Cái gì đây? Quả thận. Ăn bên đấy nhá. Cứ chăm sóc cho cô bên đấy thôi. Cô tự lấy, không phải chăm sóc cho cô đâu. Ăn mèn mén nó cũng hay. Vâng. Cô thấy lần đầu tiên ăn mèn mén nào cô? Cũng bình thường, ăn được mà. Vâng, cô chan một ít nước vào thì ăn ngon hơn. Cô thích ăn khô vậy. Dạ. Ăn khô mình nhai nó dễ. Dạ vâng. Anh xin nhé. Vâng. Cô đến đây thì cô không có gì thôi, cô chúc thì cô gửi cho con 1 triệu nha, để mua thức ăn cho các cháu nha. Cảm ơn cô. Không có gì. Ráng giữ gìn sức khỏe, lo cho con nha. Vâng. Thôi con cô đi. Vâng. Có khi video của Phiang Phiang chia sẻ với các bác đến đây cũng xin dừng kết thúc để cho anh em ăn cơm. Đấy, cơ bởi vì còn một em Hòa ấy, các bác đang quay video nên là hôm nay cũng rất là vui, cũng có thể là bữa cơm hôm nay con với cô là kết thúc hành trình rồi. Rất là cảm ơn cô, cảm ơn em đã ra với Hà Giang đi cùng con cả một chặng đường. Con cảm ơn cô nhá. Cô con mình nhé, mọi người cái nhau một cái nhá. Cô mời con nha. Rồi mời cả nhà nha. Xem mời khán giả nhá, mời các bác nhá. Mọi người ai tà được thì tà nhá. Ai chì tà thì cứ chì tà nhá. Rồi, video của Phiang chia sẻ với các bác đến đây kết thúc. Xin chào các bác nhá. Chào các bác.